khổ quá đúng không thưa quý vị và các bạn, khi tất cả mọi thứ đều tăng giá và ngay cả những gói hỗ trợ, cái thứ cứu cánh duy nhất thì vẫn phải đang chờ đợi và không biết chờ đợi đến bao giờ. Như là anh Cang, một công nhân ở tại Khánh Hòa cũng đã chia sẻ trong clip vừa rồi, đó chính là nếu mà không chờ được thì tôi cũng không còn biết cách nào khác. Đừng để người dân phải lâm vào tình trạng khốn cùng như vậy, khi mà tất cả những thứ chờ đợi thì phải luôn luôn gắn với hy vọng. Tuy nhiên có những cái chờ đợi cũng không gắn với hy vọng, hoặc là hy vọng đôi khi nó cũng nhỏ lắm. Đó chính là câu chuyện về giá xăng. Từ 15 giờ chiều ngày hôm qua mùng 1 tháng 7 thì các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu trong nước. Tuy nhiên trái so với dự đoán cũng như là kỳ vọng của nhiều người, giá xăng lần này chỉ giảm cao nhất là 400 đồng một lít. Cụ thể giá xăng E5 giảm 410 đồng một lít, giá xăng RON 953 giảm 110 đồng một lít, giá dầu diesel giảm 400 đồng một lít. Bộ Tài chính cho biết đã có báo cáo với Thủ tướng Chính phủ đề xuất phương án giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng và giảm thuế giá trị gia tăng đối với xăng dầu nhằm góp phần giảm giá mặt hàng xăng dầu và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi phát triển kinh tế. Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất giảm từ 500 đồng đến 1.000 đồng một lít thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng xăng dầu nhằm ổn định giá xăng dầu trong nước trước biến động của giá thế giới. Cụ thể, các mặt hàng đều được đề xuất giảm kịch khung thuế và mức sàn, xăng giảm từ 2.000 còn 1.000 đồng một lít, nhiên liệu bay giảm từ 1.500 đồng xuống 1.000 đồng một lít. Và đó đều là những đề xuất và chúng ta cùng chờ đợi những phiên điều chỉnh giá xăng dầu tiếp theo.